Vị trí địa lý xã Thủy An, xã Thủy An là một xã miền núi của thị xã Đông Triều với diện tích tự nhiên 788,0 hecta, tiếp giáp với bốn xã của thị xã Đông Triều và hai xã thuộc thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn của tỉnh Hải Dương với 1.285 hộ bằng 4. 1085 nhân khẩu có quốc lộ 18A chạy qua với chiều dài trên 1,5 km, có trên 3 km đường sông, có bốn dân tộc sinh sống trên địa bàn xã đó là Kinh, Hoa, Tây, Thái trong đó dân tộc Kinh chiếm 99,7% dân số trong xã xã có 4 công ty và 5 trường học đóng trên địa bàn xã với 4.200 học sinh. Trên địa bàn xã có một đền, một miếu, ba chùa trong đó đã có một đền, một miếu đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh.